não là một trong những bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể người, với nhiều bí ẩn có thể khiến con người kinh ngạc. Tốc độ dẫn truyền sông thần kinh cực nhanh, sông thần kinh đến và rời khỏi não di chuyển với vận tốc khoảng 273 km/h, tương đương với vận tốc một chiếc xe hơi thể thao công suất lớn. Vì vậy, cơ thể con người phản ứng gần như ngay lập tức với những tác động xung quanh. Năng lượng hoạt động tương đương một bóng đèn 10W, hình ảnh bóng đèn phát sáng thường được vẽ trên đầu ai đó khi họ nghĩ ra ý tưởng mới. Não tiêu thụ năng lượng như một bóng đèn nhỏ ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Khả năng lưu giữ thông tin lớn. Tế bào não con người có thể lưu trữ lượng thông tin lớn gấp 5 lần cuốn bách khoa toàn thư Britannica. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được dung lượng chính xác của não, nhưng ước tính từ 3 tới 1.000 terabyte. Trong khi đó, cơ quan lưu trữ quốc gia Anh lưu trữ dữ liệu hơn 900 năm lịch sử, chỉ chiếm 70 terabyte. Con số này cho thấy sức mạnh ghi nhớ ấn tượng của não. Nhu cầu cao về oxy, bộ não chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng cơ thể nhưng tiêu thụ 20% lượng oxy trong máu, nhiều hơn bất kỳ cơ quan nào khác, do đó nó rất dễ tổn thương nếu thiếu oxy. Não hoạt động vào ban đêm nhiều hơn ban ngày. Nhiều người nghĩ rằng hoạt động di chuyển, tính toán phức tạp, làm việc và tương tác của con người vào ban ngày khiến não bộ hoạt động nhiều hơn so với ban đêm. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giới khoa học vẫn chưa thể giải thích hiện tượng trên, nhưng theo họ, nhờ hoạt động của não trong lúc ngủ mà con người có thể có những giấc mơ đẹp. Người thông minh thường mơ nhiều. Theo giới nghiên cứu, người có chỉ số IQ càng cao thì giấc mơ xuất hiện trong lúc ngủ càng nhiều. Tuy nhiên, độ dài trung bình của giấc mơ thường chỉ kéo dài từ 2 đến 3 giây, quá ngắn để não có thể nhớ được. Tế bào thần kinh phát triển suốt cuộc đời con người dù không hoạt động theo cách thức tương tự như các mô trong nhiều bộ phận khác của cơ thể, nhưng tế bào thần kinh vẫn có khả năng phát triển trong suốt cuộc đời con người. Phát hiện này mở ra hướng đi hoàn toàn mới trong nghiên cứu não bộ và các bệnh liên quan đến não. Tốc độ truyền thông tin khác nhau. Không phải tất cả các neuron thần kinh trong cơ thể đều giống nhau. Tốc độ truyền thông tin dọc theo các loại neuron thần kinh khác nhau này có thể chậm khoảng 0.5 m/s hoặc nhanh 120 m/s. Bộ não không thể tự cảm nhận đau đớn. Não là trung tâm cảm nhận đau đớn khi chúng ta cắt vào tay hoặc bị bỏng. Tuy nhiên, não không thể tự cảm thấy đau khi bị tổn thương do không có thụ để cảm nhận đau đớn. 80% bộ não là nước. Bộ não không phải là một khối rắn chắc màu xám chúng ta thường thấy trên TV. Các mô não rất mềm, màu hồng, giống như thạch do chứa lượng nước lớn và máu bên trong.